Đấy, trứng này. Ăn. Ồ. Wow. Nó ăn. Ồ, có việc gì không? Đấy, đặt 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 đặt. Có ấy, có ấy. Đấy, 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 đấy. Nhìn rồi đấy, nhìn rồi đấy. Quả nào là, quả nào là. Ái da. Ồ, nó nuốt luôn này. Có sợ gì không? Không. Còn quả nữa kìa, làm nốt. Ăn nốt, ăn nốt. Đấy, đấy. Nhìn chưa? Nó giống như kiểu rắn đấy nhỉ, ăn cắp trứng ấy. Ồ. Hi, mình chào tất cả các bạn nhé. Lâu lắm rồi hôm nay thì mới lại quay clip để cho các bạn xem. Thì tại vì sao mà mấy ngày hôm nay mình không ra được clip? Trời nó mưa các bạn. Ảnh hưởng của cơn bão và bây giờ nó biến thành áp thấp nhiệt đới rồi đủ các kiểu các bạn. Đây, từ từ. Mình cho các bạn xem cái quang cảnh luôn nhé. Mình cũng đang gấp rút để chuẩn bị một cái AV đấy. Cũng như là đã nói ở những cái clip trước thì mình đang chuẩn bị nàng AV. Đây, các bạn nhìn nó rất là ngổn ngang luôn. Cái sấu mà nó bị chết này này thì mình đã chặt được rồi. Đấy, nó khá là to, phải chặt ra làm 2, làm 3 nữa cơ. Thì mới di chuyển được chứ nó nặng lắm. Đấy, mình chặt ở đây một cái này. Đây một cái nữa thì mới chuyển được. Ok. Hôm qua thì mình đào cái hố để mà dò cái đường ống nước và làm cái hố ga các bạn ạ. Phải làm cái hố ga để mà nó thoát nước đi đấy thì mới được. Đấy, thì hôm qua đã tìm được cái ống nước đây rồi. Đấy, thì phải đào vào trong kia để làm ra được cái hố ga. Những cái con chim cút của mình nó đã đẻ trứng rồi các bạn ạ. Đây này. Nhặt đến ngày hôm nay là được đến quả thứ 3 rồi. Đây là quả thứ 3 này các bạn này. Như vậy là được một cái con chim cút cái và hai con chim cút đực. Chẳng biết là cái quả trứng này nó có trống hay không. Đấy. Nhưng mà nhặt được quả này là quả thứ 3 rồi. À, một lát nữa thì mình sẽ lại lên trên nhà Huy để mình cập nhật cái tình hình dầu Nam Mỹ của Huy nhé. Còn dầu Nam Mỹ của mình thì nó đang bị ốm rồi. Ui giời ơi, đẹp quá nhỉ. Duy đâu? Sai. Được đấy. Vậy sau mấy tuần bị đang mới được về nhận. Làm sao? Làm sao hả Huy? Đâu? À, cái con là bị sỏng đấy gì xong là ông kia ông bắt ông ấy bảo ông nuôi thử đấy gì. Ừ, mà thành nghiện luôn. Kiểu ông ấy vứt đấy đúng không? Đây này các bạn này, cái con này là cái con của cu Huy mà bị sỏng ra ngoài nhá. Xong rồi là cái ông hàng xóm ông bắt được, ông bắt ở ngoài kia kìa, ở ngoài ruộng ấy nhá, nó chạy hẳn ra ngoài ruộng nó ăn. Rồi ông bảo để ông ấy nuôi thử. Đấy, cuối cùng là nó một cái con nó đang to đùng. Và bây giờ nó thành cái con nó thành cái con như nghiện luôn thật này. Đấy. Nó lắm lắm. Ui. Ui lắm mà nó lùi to lắm. Ui. Con rồng đấy bạn. Ừ. Nó không cắn đâu, con này nó hiền lắm. Vâng. Thế này. Không. Có gì đâu. Nó vặn một cái vào mặt thì không mà. Không, đúng rồi. Nếu mà cái này thì nó quật này. Nếu mà nó không thuần thì nó quật. Nó quật cho thì chết. Nó quật bằng cái đuôi này. Còn nó ngoan lắm, con này bây giờ thuần rồi. Ai sợ là trẻ con sợ được cơ mà. Hai cái con này là con gì hay cũng là nó. Tất cả đều là nó cả. Đây này, con nào cháu cũng sợ được đấy. Đâu, con này cổ Huy. Con này cổ Huy mà. Con nào cũng ngoan. Con này là Huy nó dạy hết tầm. Vâng. Là mày cho nó ăn cái gì? Ăn rau. Nó này chỉ ăn rau thôi bạn. Ăn rau ăn chuối. Con này chỉ xin nước. Thế còn con này có ra chơi không? Con này hơi nhát à? Con này mới về à? Đang hơi nhát. Đấy, mua hai lồng cho mình. Không sợ. Đấy. Đâu rồi, cái con sao bây giờ người nó đen xì này, thành ấy à? Cái con đen xì nó gọi là con gì à? Ihugo gì à? Mới ra của năm cái con đấy bao tiền mà mười mấy triệu
đen thì nhiều con nhỉ, đen đen xì luôn đấy, cái con này khổ thân luôn. Thế là ông ấy nuôi chán là ông ấy đem trả đấy hả? Cái con này thì nó đang tông chuồng. Cái đầu ấy, đánh nhau. Ra từ từ. Tông cái gì? Đây xem nào, quay đây. Đấy. Đang tông chuồng. Thôi để kệ con này nhá. Con này con cái con được cỡ ấy. Cái nhưng mà đẹp chưa? Rồi. Không, cái con bắt đang hỏi con đỏ này này. Vâng. À đây rồi, đây. Đây rồi, hai thanh niên đây rồi. Mang con này. Con này là gọi là cái con gì? Savan. Nó to hơn được không? Có. À, con nó cắn không? À, hay quá nhỉ. Úi giời. Nào, để chó đánh chết này. Wow. Con này mà đây rồi. Bao tiền? Baby thì 1,5 triệu, 1,8 triệu. Con này nó ăn cái gì? Ăn thịt sống, ăn như kỳ đài ấy. Ủa, con này móng sắc phết nhỉ. Em có... Đấy. Đây là Duyên. Ấy cho nó đây. Nhiện đây. Nhà ông Đan rồi. Con mới. Con này thì nó nở dưới đất. Đẹp nhỉ. Thế con này nó có cần nhiệt độ cao không ạ? Nhiều ông, nhiều thằng nó cũng nuôi không cần đèn được. Ủa sao người nó cong cong định cắn à? Thế nè, đấy. Thế nè. Trông như con rắn nhỉ. Đấy. Ăn thịt sống, ăn dế, ăn... Được vật trần vật. To này ăn thịt sống. Con này Huy Huy thử đưa tay vào mồm, thế nó có cắn không? Thấy nó đề phòng phết này. Đấy, nó đang bò đây này. Không, dấu dày. Nó mà cắn nó phát vào chân mệt lắm. Mấy em khoảng 2 tấn. Đấy à. Nghiện nhờ, bằng sai. Nhưng mà con này nó có chịu được lạnh không ấy? Không, nhiều hôm vẫn để ngoài trời giông mưa ấy. Hôm qua để nguyên đêm mà. Đây này, con này hiền phết này. Nó chưa cắn thôi nữa, chứ không phải nó không cắn nữa. Thấy nó đề phòng phết đấy. Huy ạ. Ăn uống ít cho ăn, cũng mỡ tốt. Cho ăn mỡ? Con ăn đồ mỡ nhiều, có mỡ nhiều, nó thích mỡ, nó béo. Con này là gọi là con Savan à? Đấy. Savan này monitor. Savan. Con này có cái gì để cho nó lên? Này rớt thôi, cho nó lên. Cho nó lên đây, xem mấy bò này nào. Đâu, nó giống như khúc gỗ luôn này. Đấy. Xem. Con độ này lắm tiền nhỉ? Con này là nhá. Toàn mua con tiền triệu thôi. Duyên. Nó làm một bãi. Đây, để cho xem hai này. Hai con này nó có quánh nhau. Ôi, nó cắn đi. Con nào cắn con này. Con à, con này cắn con rồng. Vâng. Đây. Nó cắn đi. Đây chú này thổ sợ. Không phải nó lao nào nó đớm mà. À thế. Từng đồ ăn đi. Con này đói quá. Thế Huy xem có cái gì cho ăn. Con này ăn thịt. Con này ăn dế không? Dế cũng có. À, thế thì biết thế là cầm tí dế cho nó ăn nhỉ. Ấy xả. Bác cho con đây, bỏ con đây xem. Bỏ con xanh đây, bỏ đây, lãnh thổ của nó. Thì sao kìa. Nó cắn tay chưa? À, có. Nó cắn à? Vẫn chơi nước cháu. Nó kìa là cháu. Vả nó một cái. Ôi trời, ổn dữ thế. Hay đến cái mùa này nó dữ. Vẫn thế. Đấy, sao cắn các kiểu đúng luôn. Sao nuôi con này nó dữ thế nhỉ? Toàn các kiểu. Con này thì hiền này. Vậy, mấy con đỏ này thì hiền. Cho mấy con này ăn mà. Đâu rồi, các con rồng Úc rồi. Đây. Đẹp da nhất là con này. Con này ngại mỗi cái mùa đông là nuôi cứ phải đèn. À, quá nhau. Đập đấy. Khéo không nó đập. Con này nó hiền nhỉ, chẳng ý kiến gì con gì cả. Đỡ con ngang đầu. Đỡ cái nó đây. Đỡ cái xong lại còn không nhả thì thôi. À. Con nhả khó. Con này nhả khó, nó không nhả. Thế con này là của ai mua? Mẹ mua cho em. Nó như nào? Mẹ mua cho ấy. À, kinh nhỉ, đầu tư ác nhỉ.
Thôi, cháu nó lại cắn. Đây, cho con này lên đây phơi nắng. Lên đây nhá. Đấy, nằm yên đấy. Đấy, hôm nay nên quay cái nhà Huy thì lại gặp lại bạn Hồng Úc này. Đấy, hôm nay lại có còn một con mới. Savan đúng không? Nó gọi tên chuẩn của nó là cái gì? Kida Savan. Kida Savan. Hả? Không, cái con này con của Duy chứ. Anh làm gì có điều kiện mua con này? Thế mà ngoan phết này. Chỉ sợ đưa vào mồm, đưa tay vào mồm cái nó đớp thôi. Quế này ra đây. Nó không cắn đâu. Thế này. Sợ nhất là đưa tay vào trong mép này nó lại ra nó ngoạn cho cái. Khá ngoan. Này, trông nó giống như kiểu là rồng commando nhỉ. Đấy, đuôi như đuôi rắn này. Đuôi này chắc là không đứt được đâu nhỉ. Đó, thấy đuôi nó khá là đẹp. Nhìn nó hoa văn nó đẹp. Từ đây này, trắng 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 trắng. Cái gì? Cái này ở nước. Con này á? Ừ. Nó đi vào trong nước nó bị nó phải có nước nó bị. À, thế thì ngoan rồi đấy. Vươn ve một cái thì nó nhắm mắt nó ngủ này. Kéo nó cắn ở đây chết, nó cắn đấy, con này nó cắn nó quặn nó phát cho mày, nó cắn thật đấy. Không, là mình chưa cắn em đâu mà phát đấy. Rủ là em cầm gì nhỉ, BD à? BD đấy, cầm con rồng Úc này với cả cái con Savan này xuống đây đấy, sao đi không không kéo 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 cái này nó cắn đấy. Nó cắn nó đâu mà phát. Em có thịt không? Cho con này ăn được này. Con này ăn thịt này. À, để cầm cầm đây. Con này. Thịt luộc. Còn cầm đây. Hôm qua không, để đây. Cầm đây, cầm đây. Không, nó không cắn. Sợ lắm. Không sợ. Con này. Con này hiền. Con này hiền, hiền ơi hiền luôn. Thề. Con này hiền lắm. Để anh chạy ra. Anh lấy tí dế cho cái con kia nào. Nhưng mà con này nuôi lâu chưa hay nó cũng thế này rồi. Mua về nó cũng thế này rồi. Vợ mình đang thích con Savan này kìa. Đấy. Để mình lấy cho cái con đấy ít dế nhá, xem con dế này không. Đấy. Từ cái đợt mà mình nuôi dế mà không cho nước các bạn ạ, thì chả có con dế nào chết cả. Nhưng mà cứ cho nó uống nước là y rằng hôm sau là dế chết sạch. Thế chứ lại. Đây, để mình bắt cái con dế đực. Đợt này mình không để cát để cho nó đẻ các bạn ạ. Cái con dế cái bụng to đùng kìa, toàn trứng trứng kìa. Đây, để mang cái con dế này lên cho cái con Savan thì nó có ăn được nào. Đâu rồi, con Savan đâu rồi? Con rắn thì sợ. Con dế ăn dế không? Ôi, cẩn thận được đấy. Cẩn thận. Đấy. Thả xuống. Không phải. Đó, nó đuổi không? Thế con này ở nhà nó ăn cái gì? Xem nào. Có, gấu gấu không yên. Quý mưa mà nó kẹp rồi. Có kẹp kìa. Ở ngoài bể kìa. Đấy, nó có ăn đâu. Ờ, nó chạy mất rồi. Anh chạy mất. Ở ngoài bể nó có kẹp kìa. Ờ, anh bây giờ để từ từ xem là con này nó có đớp không? Hay nó không biết săn mồi à? Đấy, nhìn nó hay. Nó đang đửa heo. Chúng đang đửa heo đấy. Ủa, con này nó cứ nhìn thôi nè. Chúng đang chạy. Nếu vợ chồng anh nuôi không đẹp đây, đồ cao cao như kỳ tôm, trong ngày cao cao như kỳ tôm đẹp. Ồ, đớp ác phết nhỉ. Cao như kỳ tôm đẹp nhỉ. Đội này nuôi độc con này không hay là còn nuôi con khác? Hai con nuôi, hai con đấy, con rồng Úc và cả con này. Con này chứ cả, ở cái dãy trên đấy là chỉ thích nuôi rồng như sao nhỉ? Phải không? Không có gì. Con này ăn nó có vẻ ấy nhỉ? Có vẻ khó nhỉ? Nó không như cái con vàng nó đập phát nó luốt luôn. Đấy này, con này kiểu nó là nó cái hành động này kiểu nó giết chết con mồi ấy. Giờ mới ăn. Thịt em có miếng thịt lợn không? Có. Đấy, cắt cho nó xin miếng thịt lợn để cho nó ăn nó dễ hơn. À, nó nhanh có nhảy lên nó đập không? Có. Rơi rồi. Ủa, nó luốt luôn rồi. Wow. Được rồi, anh cầm tay anh thử xem nào. Đớp tay. À, đớp vào tay à? Chú cầm xấu lắm. Không sợ, sợ gì? Đây bố. Đây các bạn, đây này. Cầm một cây dao rồng.
ra rồi mà nó đang bị chảy máu đấy. Phải ra ăn gì? Thôi đây anh cho ăn này. Đấy, đỡ khổ thân nhé. Ăn hai con là đã đủ no chưa? Hay là phải ăn thêm nữa? Thôi, chiều nó ăn. Chiều nó ăn. Đây, vừa mồm cái gì này? Con này khôn phết đấy, con nó tay là nó biết là tay chứ nó không phải là tự đồ ăn đúng không? À, nó phải ngửi được mùi tanh tanh thì nó mới ăn đúng không? Đấy. Bây giờ Huy thử vào đây sờ mồm nó xem là nó có cắn không nào. Thử cho nó ăn cái quả trứng cút lúc sáng nhặt nó đây, cứ để xuống cái nó. Đấy, trứng này. Ồ. Wow. Nó ăn. Ồ, có việc gì không? À, đấy, ăn cả trứng cút này. Đấy. Đó. Ờ, anh lấy quả trứng, em còn hai quả trong tủ lạnh vẫn nốt đây. Đấy, nhìn rồi đấy, nhìn rồi đấy. Quả nào là? Ái da. Ồ, nó nuốt luôn này. Có sợ gì không? Không. Còn quả nữa kìa, làm nốt. Ăn nốt. Đấy. Nhìn chưa? Nó giống như kiểu rắn đấy nhỉ, ăn cắp trứng ấy. Ồ. Này, cắn ra đi. Nó cũng nằm bẹt ra chứ. Xong. Thế là hai con tôm, ba quả trứng. Nhặt ba quả trứng 3 ngày đấy. No rồi. Rồi, lên trên đây nhá. Con lên trên đây. Con này nó ngoan vậy, nó cứ nằm ở đây vậy, nó không đi đâu nhỉ? Con nào? Đây này, cái con vàng vàng đấy. Con vàng nó ngoan lắm. Con đấy nhưng mà nó lại cần lấy. Nó cần nhiều năng lượng, ánh sáng mặt trời. Đây là sau khi mà em Sava này đã ăn xong. Đấy, bây giờ mình sẽ thử vuốt ve nó để xem là nó có thư giãn được không ạ. Đấy. Nó ăn một con dế này, hai con tôm lột và ba quả trứng, chắc là cũng khá là lo rồi đấy. Bây giờ thì đang vuốt ve nó tí. Tại trên đấy còn nhà nào người ta nuôi giống nữa không? Còn đứa nào nuôi giống nữa không? Khá là đẹp đấy các bạn. Nhà mấy đứa mấy thằng. Em ơi, thằng nhãi em ơi. Con này thì mới chỉ không hết cắn thôi, chứ ngày xưa là cái này nó bị vẹo móng này, với lại một trên móng này nó bị cùn, bây giờ đang mọc rồi, đang giảm sưng đi là sẽ đang mọc lại trở lại, nó chỉ bị lỗ một móng thôi, vẫn đứt tí đuôi. Con này thì mới chỉ gọi là hết cắn thôi, còn vẫn dẫy và ấy. Rồi đi vào chuồng nè. Huy này, Duy và An đi về đấy các bạn ạ. Đây là cầm Savan với cả rồng Úc đi về rồi. Vừa giờ xuống đây thì Duy An cũng xem mấy cái con thú cưng của mình và thích nhất là cái con Kem. Đấy, cứ hỏi xem là bao nhiêu thôi. Thú cưng của mình thì tất cả mọi thứ đều ok hết các bạn ạ, không có gì thay đổi cả. Từ rùa rồi ốc muộn hồn này, đến bọ ú này, thỏ này. Đấy, rồi chim sáo, chim yến phụng, ở kia là rùa. Ở đây hai bể cá đều rất là ok hết nhá. Đấy, hai con gà thì mình đang tạm rốt kia rồi. Sáng nay mưa mà chưa thả ra được. Đấy, thôi thì mình cũng xin phép các bạn mình tạm dừng cái clip này của mình ở đây nhá. Ngày mai ngày kia thì mình sẽ mới kiếm được thợ về để người ta xây hố ga cho mình, cũng như là người ta sẽ xây bè theo ý của mình nhá. Đấy, giờ vẫn đang ngổn ngang lắm các bạn ạ, chưa đâu. Một mình làm đâm ra là cái AV nó không thể nào hoàn thành sớm được các bạn ạ. Với lại mình cũng phải bận đi làm nữa mà, phải đi làm kiếm cơm trong thời buổi Covid này, rất là khó khăn luôn. Các bạn hết sức thông cảm cho mình nhé. Rồi, lời cuối thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau của mình. Bye.